đâu được thầy dạy là cho cao vào đây không Lâm? À thế à? Thế thôi. Thế, thế là trước đây học mình như nào? Dạ. Trước đây học mình như nào? Trước đây học học hạt, à. Nhiều hạt, ho suốt ngày, ngứa, khó chịu. Đang đêm thì ho, ho gió nhiều. Thế nhưng mà đến khi mà đi diện chẩn ấy, tại vì đợt trước em bị đau đây, thế đi bấm huyệt diện chẩn. Được thầy hướng dẫn là xoa cái dầu cù là, xong là làm đây, thường như này cũng được này. Đấy, thế là có hiệu quả ngay. Thế này bao nhiêu năm rồi? Hơn một năm nay không bị rồi, à, nhưng mà lại chỉ cho rất nhiều người trong nhà, trong đó có bà, à. Bà 70 tuổi, bà cũng ho kinh khủng luôn. Thế xong bà ho đến phát sốt đi, thế bảo bây giờ bà chắc là bà ở với con mấy ngày nữa là bà không bị nữa. Bà giờ đâu cũng không bị ho nữa. Bây giờ con gái nhỏ xíu rồi đi ho, vậy thế thế là bạn ấy cũng tự làm được mà bạn không bị ho nữa. À thế là chúc mừng tốt quá. Thế, thế từ hồi học diễn trần rồi cảm giác có thay đổi chứ không, có giúp ích gì cho mình không? Đâu đã học đâu. À cũng từ hồi biết diễn trần đấy là chưa học nhé. Đây là đang học mót rồi đúng không? Một số thứ đi học mót thôi. Nên là muốn học một cái lớp bài bản. À rồi, cũng giúp cho mình tự tin hơn đúng không? Không, có giúp cho mình là mình sẽ những cái như bệnh thông thường do thời tiết này thì mình cũng biết, hay là biết cái chỗ cái huyệt nào, cái huyệt giải độc gan thận. Ví dụ như khi mình thấy có cái triệu chứng gì nào, như là triệu chứng gì đó mà trong cơ thể mình cảm nhận luôn, okay, thì mình biết mình xử lý luôn. Thời gian đi học buổi khóa cho bài bản. Thích đi học lắm, em thích đi học nhưng mà bây giờ